Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Học tiếng Anh miễn phí của Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của Unit 8 các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta đã sang phần B rồi. Phần B là phần A Truck Driver, là một người tài xế lái xe tải này các bạn. Đó, lái xe tải này, đó các bạn nha. Lái xe chở hàng đó. Rồi vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần 1, bài tập số 1 là Listen and repeat, listen and read. Then ask and answer the questions. Lắng nghe, rồi đọc, rồi sau đó hỏi và trả lời những câu hỏi. Rất dễ các bạn nha. Bây giờ mình giúp các bạn lắng nghe rồi chúng ta đọc, rồi chúng ta sẽ bắt đầu hỏi và trả lời. Bây giờ mời các bạn. Truck driver. 1. Listen and read, then ask and answer the questions. It's 5:00 in the morning. Quang is a truck driver, and he's going to a farm. Quang is arriving at the farm. A farmer is waiting for him. Quang and the farmer are loading the truck with vegetables. Quang is driving to Hanoi. He is taking the vegetables to the market. Quang is at the market. He is unloading the vegetables. It's 7:00. And Quang is eating his breakfast at a food stall. Rồi, như vậy là chúng ta vừa được nghe rồi đó. Bây giờ mình giúp các bạn hiểu cái bài hội thoại này. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu trả lời. Bây giờ là 5 giờ sáng. 5 giờ sáng. Và ông Quang là một tài xế lái xe tải. Ông ấy đang đi đến nông trại. Đó, lái chiếc xe tải đi đến nông trại. Và ông Quang đang đến một nông trại, đang đến nông trại nè, đó. Và một người nông dân đang đợi ông ta. Đây, người nông dân này đang đợi ông Quang nè, đó. Rồi, câu tiếp theo. Ông Quang và người nông dân đó đang đưa hàng lên nè, đưa hàng lên các bạn nha. Đó, đưa hàng hóa lên xe tải nè. Lên xe tải, hàng hóa đó là nhiều rau củ quả này các bạn nha. Vegetables, đó, là rau củ quả đó. Đưa hàng rau củ quả lên xe tải. Được chưa? À, nhớ các bạn nha, đưa lên xe tải đó, là đưa rau củ quả lên xe tải này. Lên nông trại mà, nông trại trồng rau củ quả đó. Ông Quang đang lái xe về Hà Nội và ông ta đang mang hàng, là ông ta đang chở đó, ông ta đang mang nè, đang chở rau nè, rau quả vào chợ ở Hà Nội đó các bạn ha. Rồi tiếp theo, ông Quang đang ở chợ, đó, đang ở chợ và ông ấy đang lấy hàng xuống này, lấy rau củ quả xuống, đó, ông ta đang lấy rau củ quả xuống, chưa? Rồi, lấy rau củ quả xuống này, đưa xuống xe. Và 7 giờ đến 7 giờ thì sao? Ông Quang đang ăn sáng, đó, đang bữa ăn sáng của ông ta tại một cái quán cơm đó các bạn. Đây là một quán cơm này. Một cái food store này là quán cơm đó, ok. Như vậy là 5 giờ chở hàng đến 7 giờ sáng là ăn sáng. Rồi, như vậy là chúng ta đã hiểu được cái bài này rồi đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đọc câu hỏi và chúng ta trả lời nha các bạn nha. Dễ lắm các bạn. Ví dụ câu hỏi thứ nhất này là ông Quang làm gì? Đó, ông Quang làm gì? Thì các bạn trả lời rất dễ. Các bạn chỉ cần trả lời câu dưới này. Ông Quang là một tài xế lái xe tải là được. Đó, các bạn ghi cả cái câu này luôn. Đó, là một tài xế lái xe tải này. Rồi, đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là ông ấy sẽ đi đâu vào lúc 5 giờ. Ông ấy đang đi đâu này? Nó đi đâu này vào lúc 5 giờ buổi sáng. 5 giờ buổi sáng thì ông ta đi đâu? Đây, 5 giờ buổi sáng thì ông ta lái xe đến một nông trại đúng không? Đây, các bạn chỉ cần ghi câu này. Ông ta đang đi đến một nông trại. Đó, các bạn ha. Rồi, câu B. Bây giờ câu C. Ai đang đợi ông ta? Đang đợi ông ta là ai? Đây, các bạn chỉ cần ghi câu này. Một người nông dân đang đợi ông ta. Đó, các bạn trả lời câu đó. Ông ấy mang rau củ quả đi đâu? Đó, ông ta mang rau củ quả đi đâu? Thì các bạn ghi thế này. Đây. Đây, các bạn ghi đây. Ông ấy mang rau củ quả này đến chợ. Đó, ông ta mang rau đi, rau thực vật này. Chứ củ quả thì cũng có thể có đó, mình ghi chung luôn nhé các bạn nha. Ông đây các bạn ghi cả câu này. Đó, ông ta mang rau củ quả này đến chợ. Đó các bạn ha. Rồi.
Vậy thôi đúng các bạn. Rồi câu tiếp theo này, câu E này. Vào lúc 7 giờ sáng thì ông ta làm gì? À, vào lúc 7 giờ sáng ông ta làm gì? Đây, 7 giờ sáng ông ta ăn sáng. Ông ta đang ăn sáng, bữa sáng ông ta tại. Đó, các bạn trả lời câu này. Vào lúc 7 giờ sáng, ông ta ăn sáng tại một quầy cơm, một quán cơm đó. Ok, các bạn ha, lúc 7 giờ sáng này, 7 giờ sáng này. Đó, ok. Rồi, câu cuối cùng là ông ấy ăn ở đâu? Ông ấy ăn ở đâu? Ông đó đang ăn ở đâu? Ồ, quá dễ, ông ta ăn tại. Đây, các bạn ghi cả câu này cũng được. Các bạn ghi ngắn câu này nha. Các bạn 7 giờ sáng ông ta làm gì thì các bạn ghi câu trên này thôi nha. Được chưa? Không cần ở dưới này, không cần dưới này, ghi câu trên là 7 giờ sáng ông ta ăn sáng, được chưa? Rồi còn câu dưới là ông ta ăn ở đâu, đúng không? Ông ta ăn ở đâu thì bạn chỉ cần trả lời là ăn tại một quầy bán cơm này đó các bạn nha. Đó, các bạn chỉ cần trả lời ngắn như thế là được rồi, là câu cuối đó. Ok, rồi như vậy là chúng ta đã trả lời các câu, cái câu mà ông ta làm gì lúc 7 giờ này các bạn nhé, thì các bạn chỉ cần ghi ngắn thế này thôi. Đó, ông ta đang ăn, ông ta ăn ăn sáng ông ta là được rồi các bạn nhé. Rồi, đó là cái điểm 1 bài tập số 1 của cái phần phần B. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2, cũng là liên quan đến nghe luôn đó các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ được nghe những cái đoạn hội thoại này, sau đó chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi các bạn nha. What are you doing? I'm doing my homework. Are you doing math? Yes, I am. Are you copying Nam's work? No, I am not. I'm correcting it. Is Turin working? No, he isn't. Is he playing soccer? Yes, he is. Are Nga and Hang working? No, they aren't. Are they playing soccer too? Yes, they are. Thực ra cái chỗ này á, trong bài nghe á, là người ta không gọi là Hương đâu các bạn, mà thầy nghe á, là Hằng đó. Hằng chứ không phải Hương, nhưng mà chỗ này cũng không quan trọng lắm các bạn ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ hiểu người ta nói gì nào. Bạn đang làm gì? Mình đang làm bài tập về nhà của mình. Bạn đang làm bài tập môn toán à? Vâng, mình đang làm bài tập môn toán. Giữa bạn ba, bạn Lan nói chuyện với bạn ba đấy nha các bạn nha. Mình đang làm bài tập môn toán. Bạn đang copy bài của bạn Nam à? Đó, bạn Lan nói bạn ba là bạn đang copy bài của bạn Nam à? Cái bạn ba trả lời không, mình đang sửa lại cho đúng nó này, sửa lại bài đó cho đúng này. Rồi bạn Lan hỏi tiếp, thế Tuấn có đang làm không? Tuấn có đang làm việc, đang học không? Bạn ba trả lời không, anh ta không. Thế bạn Lan hỏi tiếp, thế anh ta đang chơi bóng đá à? Bạn ba trả lời là vâng, anh ta đang chơi bóng đá. Thế bạn Lan hỏi tiếp, bạn Nga và bạn Hằng thì đang làm việc à? Đang làm bài tập à? Không, họ không luôn, họ không. Thế họ cũng đang chơi bóng đá à? Họ cũng đang chơi bóng đá à? Các bạn nhớ đây có chữ true phía sau cùng này, trước đó là phải là dấu phẩy các bạn nha. Họ cũng đang chơi bóng đá như bạn Tuấn à, đúng không? Thì bạn ba trả lời là vâng, họ cũng đang chơi bóng đá. Vâng, rồi như vậy cái đoạn hội thoại rất là dễ đúng không ạ? Các bạn hiểu đoạn sau này đúng không? Mình nói ngắn như vậy là chắc các bạn hiểu rồi. Rồi bây giờ chúng ta trả lời các câu hỏi này nhanh gọn thôi các bạn. Bạn ba đang làm gì? Bạn ba làm gì các bạn? Đây, các bạn chỉ cần là bạn ba đang làm bài tập về nhà. Thế thì câu này á, các bạn phải viết lại nhé. Chứ nếu các bạn để câu như vậy là người ta không hiểu. Bởi vì bạn ba đang nói chuyện mà, thì bây giờ mình chỉ cần ghi là I am thành he is đúng không? He is doing đúng không? He is doing his homework. Đó, các bạn phải ghi như thế này thì người ta mới biết được. Đó, thay ngôi rồi mà, thay ngôi lại đúng không? Anh ta đang làm bài tập về nhà của anh ta. Nhớ các bạn nhá. Rồi, đó là câu thứ nhất. Bây giờ câu thứ hai. Anh ấy đang làm bài tập môn toán của anh ấy à? Thì trong bài có phải và không? Đúng rồi, yes I am là thì trong câu này các bạn chỉ cần là trả lời là yes he is đúng không? Đó, phải he is nè. Đây is nè các bạn. Rồi, câu số 3 là câu C. Anh ta có copy của bài của bạn Nam không? Trong bài là không đúng không nào? Đây, không. No. No gì? No. No phải nha. He is not các bạn nha. Đó. Đó là câu số 3 là câu C đó. Câu D. Bạn Tuấn đang làm gì? Bạn Tuấn đang làm gì thì trong trường hợp này bạn Tuấn đang chơi bóng đá đúng không? He's playing soccer.
He is playing soccer. Đó, anh ta đang chơi bóng đá này, môn bóng đá này các bạn này. Đó, ok nhá. Đó, môn bóng đá đó, anh ta đang chơi môn bóng đá. Một số bạn gọi là football cũng được, không sao ha các bạn ha. Rồi, anh ấy đang chơi bóng đá. Câu cuối cùng. Bạn Nga và bạn Hương đang làm gì? Bạn Nga và bạn Hương, bạn Hằng này, trong bài nó bạn Hằng thì bây giờ chúng ta bạn Hằng đây. Bạn Nga và bạn Hằng đang làm gì các bạn? Bạn Nga và bạn Hằng cũng đang chơi bóng đá luôn. Vậy thì các bạn chỉ cần trả lời là they are playing soccer. True, nhớ có chữ true các bạn nha, chữ true. Đó, họ cũng đang chơi bóng đá luôn. Ok, rồi bài số 2 này cũng quá dễ luôn các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang các cái phần sau này, cũng dễ thôi các bạn ơi. Phần chơi với chữ này quá dễ, các bạn cứ thế rồi các bạn hát theo ha. Rồi bài này thì quá dở các bạn ơi. Này này, bạn đang làm gì? Hãy nói rằng là bay đến gì, spider, con nhện này các bạn ha. Đó, bay cái con bay đến con gì, says the fly to the spider. Cả câu này chỉ biết là bay nè, cái sự bay nè, đến con nhện này. Thầy không dịch thoáng nghĩa chỗ đây được, mà thầy chỉ biết cái nghĩa đơn nó như vậy, và thầy chỉ các bạn hiểu cái câu nói của người ta thôi. Bạn là yes I am, say the spider to the fly, là chỗ này các bạn hiểu. À, chỗ này không thể bay được các bạn. Cái chỗ này là danh từ, các bạn có thể dịch là con ruồi đó các bạn. Con ruồi, xin lỗi các bạn. Chỗ này là nói con ruồi và nói con nhện. Vâng, này nói con ruồi và nói con nhện. Cái này dịch được cơ học vậy thôi, chứ còn những cái đoạn thơ thì đôi lúc thầy không để ý lắm. Nhưng mà thầy chỉ biết ở chỗ này có thể dịch là con ruồi được các bạn. Fly cũng là con ruồi nha. Ok, con nhện này, con ruồi này. Vâng, và bạn đang làm gì? Hãy nói đến con ruồi và con nhện. Mình đang làm một trang web này, mình đang tạo nên một trang web web để các bạn đọc á. Hãy nói con nhện và con ruồi. Thầy không hiểu con nhện con ruồi làm gì trong đời. Mình đang đi về nhà, hãy nói con ruồi và con nhện. Goodbye hả? Hãy nói con nhện và con ruồi. Thầy thấy cái phần chơi với chữ này mắc cười quá. Có thể hôm nào mà thầy dịch được mà một cái bài hát này thì thầy nói cho các bạn, chứ mà bây giờ dịch thế này nhìn mắc cười quá các bạn ha. Rồi, trước khi kết thúc cái phần B á, là chúng ta có cái remember chỗ này các bạn để ý nè. What is he doing, là anh ấy đang làm gì? Anh ấy đang lái một chiếc xe tải. Anh ấy đang đi đâu? Anh ấy đi đến một nông trại. Ai đang đợi anh ấy? Một người nông dân đang đợi anh ấy. Bạn đang làm gì? Bạn đang làm việc hả? Vâng, mình đang làm việc. Không, mình đang không làm việc. Anh ấy đang làm việc hả? Cô ấy đang làm việc hả? Vâng, anh ấy, hoặc là không, cô ấy không. À, vâng, vâng, cô ấy, hoặc là không, cô ấy không. Đó, yes hoặc no, đúng nào. Họ đang làm việc hả? Vâng, họ đang làm, hoặc là không, họ đang không làm. Đó, các bạn hình dung được chưa? Rồi, như vậy là chúng ta cũng kết thúc phần B tại đây. Hy vọng các bạn thấy các video của mình có ích cho các bạn, và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và hẹn các bạn ở video tiếp theo ở phần C. Chào các bạn.